đang hướng tới hình tượng đả nữ. Như các bạn đã biết, một đả nữ có nét đẹp mềm mèo trong đời, nhưng đâu đó phải có sự mạnh mẽ, vô tư hồn nhiên của tuổi trẻ. Các kinh nghiệm ở đâu trong mẹ của chị? Thì trong lúc cấp bách như thế này, đáng khi anh dùng, chúng ta có thể trưng dụng tài sản cá nhân của người khác. Đúng kìa. Yeah. Rồi đó, các bạn.